Hyundai Santa Fe vẫn là một mẫu SUV được nhiều khách hàng tin dùng nhờ lợi thế về thiết kế cũng như là tiện nghi và khả năng vận hành của chiếc xe. Ngay lúc này thì kênh mua bán xe cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn mẫu xe Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp máy xăng sản xuất là 2020. Lăn bánh với quãng đường là 10.000 km còn rất mới, xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Một trong những yếu tố thu hút nhất của chiếc xe Hyundai Santa Fe đó là thiết kế ngoại thất mà dễ thấy nhất là ở phần đầu xe, là phần mặt lưới tản nhiệt hình thác nước. Các chi tiết tiếp theo cũng là điểm nhấn độc đáo trên chiếc xe Hyundai Santa Fe khi vừa ra mắt là dải đèn LED định vị ban ngày cùng với dải đèn báo rẽ được rời lên phía bên trên, trong khi cái cụm đèn chiếu sáng thì được chuyển xuống bên dưới. Với bản tiêu chuẩn thì xe được trang bị đèn halogen, còn với phiên bản hai phiên bản cao cấp máy xăng máy dầu thì nó sẽ có trang bị đèn LED. Ở phần thân xe thì được bố trí nổi bật và làm cao hơn, thiết kế các chi tiết như là phần dập nổi liền mạch cũng như là gương chiếu hậu cùng màu tích hợp với báo rẽ, tạo điểm nhấn cho phần hông xe. Ngoài ra, xe Santa Fe 2020 được trang bị mâm đúc hợp kim 19 inch đa chấu thể thao, tạo cảm giác chuyển động ngay khi xe vừa lăn bánh trên đường. Ở phần đuôi xe thì xe có tạo hình khá là bệ vệ, mang đến rất nhiều ấn tượng về tổng thể. Cốp thì trang bị cốp đóng mở điện, không gian khá là rộng rãi khi hạ hàng ghế thứ 3. Các chi tiết keo chỉ, ốc ác của chiếc xe này đều trong tình trạng là nguyên bản. Ở phần đuôi xe thì phần anh chị và bạn cũng có thể thấy cái phần đèn thì có trang bị đèn dạng LED 3D rất là nổi bật khi đi vào buổi tối. Và sau đây em sẽ mở cái phần cốp để anh chị và bạn có thể thấy được là không gian của chiếc xe nó rất là rộng rãi. Mọi chi tiết ốc ác rồi keo chỉ đều là nguyên bản. Cam kết với anh chị và các bạn là không đâm va, không gập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra. Ngoài ra thì mình cũng có thể là mang ra những cái đơn vị uy tín mà mình tin tưởng để kiểm tra nhé. Xe thì bên showroom có cam kết bằng văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và bạn có thể yên tâm. Và nếu mà anh chị vào cần mua trả góp thì bên showroom có hỗ trợ lên đến 70% giá trị xe để anh chị và bạn có thể là sở hữu chiếc xe này. Còn rõ thông tin chi tiết về thời gian vay cũng như lãi suất trả hàng tháng thì anh chị và bạn hãy liên hệ qua, em sẽ kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin qua Zalo cho anh chị và bạn có thể là nghiên cứu nhé. Đấy, các chi tiết anh chị và bạn cùng em hãy tham quan về cái chiếc xe này. Sơn zin trên chiếc xe này rất là nhiều nhé. Xe nó chỉ lăn bánh với quãng đường là 10.000 km thôi, không có dĩ nhiên gì là phải sơn xi lại nhiều. Đấy, anh chị bạn thấy các chi tiết còn rất mới ạ. Các chi tiết về các mép lối, mép cản của chiếc xe còn trong tình trạng rất là hoàn hảo. Khi tới cái không gian nội thất của chiếc xe thì anh chị và bạn có thể để ý tới là phần tablo của chiếc xe được thiết kế hoàn toàn mới với tạo hình 3 khối đấy. Các chi tiết như vị trí như là màn hình trung tâm rồi là cửa sổ trời. Xe thì có trang bị màn hình trung tâm là 8 inch với các thiết kế mới có hỗ trợ như Apple CarPlay, bản đồ định vị, dẫn đường cũng như là kết nối USB, Bluetooth, MP4, AUX, phanh tay điện tử, auto hold rồi là hỗ trợ khởi hành ngang dốc này. Cùng rất nhiều các tính năng, ghế phụ thì cũng có chỉnh điện. Các chi tiết ghế da anh chị bạn thể thấy, tất cả mọi chi tiết còn rất mới ạ, gần như là không có người ngồi bên ghế phụ đâu. Và ta cùng tiến tới hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì nó cũng có trang bị tỷ lệ gập trượt lên và gập xuống là 60-40. Bên cạnh đó là kích thước khá là rộng rãi để cho người ngồi hàng ghế thứ hai có thể thoải mái. Xe cũng có trang bị cửa gió điều hòa.
Các chi tiết chủ xe đã lên thêm một cái chi tiết như là các thảm trải sàn, các chi tiết ốc ác còn nguyên bản, chưa hề có hiện tượng cậy mở. Hàng khi mà lên hàng điều chỉnh mà lên hàng ghế thứ ba thì anh chị và bạn chỉ cần một nút bấm ở hàng ghế thứ hai thôi sẽ lên rất là dễ dàng. Hàng ghế thứ ba thì nó chỉ là tương đối thôi, nó không không được rộng rãi lắm, nhưng mà nếu điều chỉnh phù hợp thì nó cũng rất là ngồi vẫn là thoải mái ạ. Đấy, còn cánh cửa chi tiết khá rộng rãi, em quay đủ các phần cánh cửa để anh chị bạn cùng em tham quan. Đây, cái phần cánh cửa anh chị bạn thì thấy mọi chi tiết còn nguyên bản. Cửa hàng ghế thứ hai thì nó cũng có trang bị thêm anh chị và các bạn là cái phần rèm che nắng giúp tạo không gian riêng tư cũng như là tránh nắng. Đấy. Ở phiên bản này thì nó có cái hai điểm hay là ở ghế phụ nó có cái nút bấm chỉnh điện ở phần ngang thân kia giúp cho người sau có thể là điều chỉnh ghế trước. Đây là ghế bên ghế lái này, có trang bị chỉnh điện rồi là bơm tựa lưng, nhớ hai vị trí ghế. Ở phần cánh cửa thì nó có trang bị các nút phím điều chỉnh như là lên xuống kính, tăng rồi là chỉnh gương. Đây là các chế độ như là cảnh báo vượt rồi là chống chân trượt rồi khóa cầu. Vô lăng thì thiết kế ba chấu bọc da với các phím bấm điều chỉnh tiện dụng như là đàn thoại rảnh tay rồi là điều chỉnh âm lượng. Đấy. Bên sau thì nó có trang bị gậy chuyển số vô lăng, rất nhiều các tính năng tiện ích chị bạn, thế đèn auto rồi là gạt mưa auto, rất rất nhiều. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về các chi tiết như là phần bộ máy của chiếc xe. Xe thì sử dụng máy 2.4 phun xăng trực tiếp cho công suất lên tới 188 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 241 Newton tại 4.000 vòng trên phút. Hộp số thì trang bị hộp số tự động 6 cấp. Và chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp này sản xuất là 2020. Lăn bánh với quãng đường là 10.000 km còn rất mới, các chi tiết ốc ác máy của anh chị bạn có thể thấy còn rất mới ạ. Xe thì đăng ký biển thành phố, hiện đang giao bán với mức giá là dưới 1.098.000.000. Sẽ còn họ giảm và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn nào có nhu cầu khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và bạn về như là thủ tục về mua xe trả góp này, hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển cũng như là các ưu đãi từ của cửa hàng trong thời điểm dịch dã này. Và các thủ tục như là giao xe tận nhà để biết rõ thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn về các thủ tục. Nếu mà cần tìm dòng xe khác thì có thể liên hệ em nhé. Em sẽ có hỗ trợ tìm xe cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn ở các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi.